Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Xuân Phan của mình và mình là Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ ra bài hướng dẫn đếm nhịp bài dân vũ Lời tỏ tình dễ thương. Phần chính của bài này sẽ có tổng số 7 động tác và mình chia làm 2 phần. Phần A 5 động tác, phần B 2 động tác. Các động tác này chỉ thực hiện ở một tường và ngoài ra còn có phần dạo nhạc đầu 2 động tác, phần dạo nhạc giữa 3 động tác, phần kết bài 2 động tác. Và bây giờ mình sẽ đi toàn bộ các động tác này một lượt thật nhanh nhé. Và sau đó mình sẽ có phần hướng dẫn chi tiết. Phần dạo nhạc đầu 2 động tác. Động tác số 1, 2 câu lặp 2 lần. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lần 2 câu này. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, 1 câu 4 nhịp. Đi. 1, 2, 3, 4. Sau đó vào phần chính của bài. Phần A 5 động tác. Động tác số 1, 2 câu. Câu 1, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác 2, 2 câu. Câu 1, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác 3, 1 câu 8 nhịp lặp 2 lần. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Lặp lần 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác số 4, 1 câu 8 nhịp lặp 2 lần. Đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Lặp lần 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác số 5, 1 câu 8 nhịp lặp 2 lần. Đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Lặp lần 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc phần A, chuyển vào phần B. Phần B 2 động tác. Phần B này chúng ta sẽ lặp 2 lần nha. Rồi. Động tác số 1, 1 câu 4 nhịp. Đi. 1, 2, 3, 4. Sau đó vào động tác số 2. Động tác số 2 có 4 câu. 4 câu này đều nhịp 8 nha. Câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó lặp lại phần B lần thứ 2, 2 động tác này. Động tác 1. 1, 2, 3, 4. Động tác 2, 4 câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này là kết thúc phần chính của bài các bạn.
vào phần dạm nhạc giữa bài. Phần dạm nhạc giữa bài có 3 động tác. Động tác số 1, 1 câu 4 nhịp lặp 7 lần ở 4 tượng. Lần 1, 1, 2, 3, 4. Lần 2 cũng vẫn ở tượng này. 2, 2, 3, 4. Lần 3 chúng ta sẽ chuyển sang tượng thứ 2. 3, 2, 3, 4. Lần 4 chuyển sang tượng thứ 3. 4, 2, 3, 4. Lần 5 chuyển sang tượng thứ 4. 5, 2, 3, 4. Và lần 6, lần 7 chúng ta quay trở lại tượng 1. 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4. Xong động tác số 1. Chuyển động tác số 2. Động tác số 2, 2 câu lặp 2 lần. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 ngược câu 1. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó lặp lần thứ 2 hai câu này. Câu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3, 1 câu 4 nhịp dậm chân tại chỗ, bắt đầu chân phải. 1, 2, 3, 4. Khi các bạn đi hết phần dạm nhạc giữa bài rồi thì chúng ta sẽ thực hiện phần chính lần thứ 2 cho mình. Bạn đi đầy đủ cho mình nhá. Đi từ phần A, phần B, lặp lại phần B lần thứ 2. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào phần kết bài. Tư thế này là cuối của phần B. Rồi, phần kết bài hai động tác. Động tác số 1 giống động tác số 2 của phần B. 4 câu các bạn nhé. Rồi câu 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào động tác số 2, 1 câu 4 nhịp lặp 2 lần nhé. Rồi, đi. 1, 2, 3, 4, lặp lần 2. 2, 2, 3, 4 và các bạn đẩy tay là chúng ta sẽ hoàn thành xong bài nhảy này. Và bây giờ sẽ là phần chi tiết. Phần dậm nhạc đầu, hai động tác. Động tác số 1, 2 câu. Bắt đầu chân phải nhé. Chúng ta bước về phía bên phải của mình trước này. 1, 2. Rồi sau đó về bên trái. 3, 4. 4 nhịp tiếp theo đi về phía bên phải của mình. 5, 6, 7, 8. Thực hiện lại câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2 đi ngược lại câu số 1 nha. Bây giờ bắt đầu chân trái trước này. 4 nhịp đầu tiên. 2, 2, 3, 4. 4 nhịp tiếp theo đi về phía bên trái của mình. 5, 6, 7, 8. Câu số 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó lặp lại lần thứ 2, hai câu này nhé. Rồi, về bên phải trước câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2, 1 câu 4 nhịp. Bắt đầu chân phải, chúng ta cứ bước qua bước về thôi. Rồi về bên phải trước này. 1, 2, 3, 4. Kết thúc động tác số 2. Phần dạm nhạc đầu hoàn chỉnh. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lần 2 câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5 6 7 8 tô 2 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác 2, một câu 4 nhịp. 1 2 3 4. Cái này là kết thúc phần dậm nhạc đầu, chúng ta vào phần chính. Phần A 5 động tác. Động tác số 1, 2 câu. Rồi, chúng ta sẽ nghiêng người về phía bên trái. Đi trái trái chéo nha. Bắt đầu chân phải của mình. Bước chéo sang phía bên trái. Rồi, chúng ta đi này. 1 2 3 và 4. 4 nhịp tiếp theo là bắt đầu chân trái lùi. 5 6 7 và 8. Làm lại câu số 1. 1 2 3 và 4. 5 6 7 và 8. Câu số 2 cũng bắt đầu chân phải. 4 nhịp đầu tiên các bạn bỏ đi cái chữ và nha. Rồi, cũng đi chéo như vậy. 2 2 3 4. 4 nhịp tiếp theo cũng bắt đầu chân phải. 5 6 7 và 8 các bạn sẽ đi về tường ban đầu cho mình nha, đi ngang. 7 và 8 nha. Thực hiện lại câu số 2, bắt đầu chân phải. 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Động tác số 1 hoàn chỉnh. Câu 1. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu 2. 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Chuyển vào động tác số 2. Động tác số 2 cũng có 2 câu. Và 2 câu này đi ngược lại của động tác số 1 nha. Rồi bây giờ chúng ta lại nghiêng người về phía bên phải của mình. Đẩy chân trái chéo về phía bên phải trước nha. Đi trái trái. Chúng ta đi chéo nha. Rồi câu 1. 1 2 3 và 4. Bắt đầu chân trái ở 4 nhịp đầu tiên. Rồi 4 nhịp tiếp theo bắt đầu chân phải lùi này. 5 6 7 và 8. Thực hiện lại câu 1. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu số 2 cũng bắt đầu chân trái trước nha. Rồi bước lên này. 4 nhịp đầu tiên bỏ đi chữ và. 2 2 3 4. 4 nhịp tiếp theo cũng vẫn bắt đầu chân trái. 5 6 7 và 8 là chúng ta đi ngang nha, trở lại từ ban đầu. 7 và 8. Thực hiện lại câu số 2. 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Động tác 2 hoàn chỉnh. Câu 1. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Câu 2. 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Vào động tác số 3, một câu 8 nhịp lặp 2 lần. Các bạn đi cha cha dọc lùi bắt đầu chân phải của mình. Đi. 1 2 3 và 4. 4 nhịp tiếp theo lại bắt đầu chân trái tiến lên. 5 6 7 và 8 là kết thúc lần thứ nhất nha. Sau đó các bạn lặp lần 2 giống như vậy, lùi bắt đầu chân phải. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Động tác 3 hoàn chỉnh lần 1. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Lần 2. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Vào động tác số 4. Động tác số 4, một câu 8 nhịp lặp 2 lần. Chính là các bạn đi điệu cha cha mở lùi, bắt đầu chân phải lùi chéo về phía bên trái của mình nha. Và chúng ta sẽ nghiêng người về phía bên phải. Tay trái chúng ta áp vào eo và tay phải chúng ta đẩy lên cao nhé.
Rồi bắt đầu. 1, 2, 3 và 4. Nhịp 3 và 4 là chúng ta đi ngang trở về đường ban đầu. 4 nhịp tiếp theo làm ngược lại, cả chân cả tay nhé. Bây giờ lùi chéo chân trái, tay phải bỏ vào eo và tay trái để lên cao nhé. Rồi bắt đầu. 5, 6, 7 và 8. Kể lại động tác số 4. Lần thứ nhất. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Rồi sau đó các bạn thực hiện lần thứ 2 như vậy nhé. Từ tư thế này. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Động tác số 4 hoàn chỉnh. Lần 1. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Lần 2. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Vào động tác số 5. Một câu 8 nhịp lặp 2 lần. Các bạn đi theo điệu cha cha mở tiếng. Bắt đầu chân phải bước chéo về phía bên trái của mình. Đồng thời các bạn nghiêng người về phía bên trái nhé. Tay trái cao, tay phải ngang ở trước mặt nhé. Tạo với nhau góc 90 độ. Rồi bắt đầu 4 nhịp đầu tiên. 1, 2, 3 và 4. Nhịp 3 và 4 là chúng ta dậm chân tại chỗ, trở về đường đầu tiên nhé. Rồi 4 nhịp tiếp theo các bạn nghiêng người về phía bên phải của mình. Tay phải cao, tay trái ở ngang trước mặt nhé. Rồi bắt đầu. 5, 6, 7 và 8. Nhịp 7 và 8 là hai chân ngang bằng nhau, trở về đường ban đầu. Thực hiện lại động tác này. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Sau đó lặp lần 2 như vậy. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Phần A hoàn chỉnh 5 động tác. Động tác số 1. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác số 2. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác số 3. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Động tác số 4. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Động tác số 5. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Kết thúc phần A xong rồi, chúng ta sẽ vào phần B nhé. Phần B sẽ có 2 động tác. Và 2 động tác này các bạn lặp 2 lần nhé. Rồi động tác số 1 chỉ có 1 câu 4 nhịp. Bước qua bước về, bắt đầu chân phải bước về phía bên phải của mình trước này. Động tác số 1. 1, 2, 3, 4. Bắt đầu chân phải thì kết thúc cũng bằng chân phải. Nhịp số 4 này, chúng ta để tư thế mũi chân như thế này nhé. Vào động tác số 2. Động tác số 2, 4 câu nhịp 8. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Câu số 1. Hai tay chống eo. Chân phải chúng ta sẽ đẩy chéo về phía bên trái của mình nhé. 4 nhịp đầu tiên cứ đẩy lên kéo về thôi nhé. Rồi. 1, 2, đẩy lên kéo về. Hai nhịp tiếp theo làm được như vậy. 3, 4, nhịp từ 4, hai chân ngang bằng nhau. 4 nhịp tiếp làm ngược lại của 4 nhịp đầu. Bây giờ bắt đầu chân trái đẩy về phía bên phải của mình. 5, 6, 5 đẩy lên, 6 kéo về. 7 đẩy lên, 8 kéo về, hai chân ngang bằng nhau. Làm lại câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 cũng có 8 nhịp. Rồi chúng ta thả cái tay xuống nhé.
Rồi, bây giờ chúng ta đẩy thẳng chân phẳng lên thôi, chứ không cần đẩy chéo. Đẩy lên kéo về nhé. Bằng chân phẳng trước này. 2 2 2 nhịp tiếp theo đổi chân nhé. Bây giờ chân trái đẩy lên kéo về. 3 4 4 nhịp tiếp theo làm giống như 4 nhịp đầu tiên. 5 6 7 8 Động tác tay thì các bạn cứ để thả lỏng thôi nhé. Làm lại câu số 2. 2 2 3 4 5 6 7 8 Xong câu số 2. Vào câu số 3. Câu số 3 chúng ta sẽ thực hiện hai lần xoay. Lần xoay thứ nhất về phía bên phải của mình đúng một vòng, và lần xoay thứ hai về phía bên trái của mình cũng một vòng nhé. Hai tay chúng ta xòe sang hai bên này. Xoay bắt đầu chân phải này. Câu 3. 3 2 3 4 Đấy. Nhịp số 4 là kết thúc ở chân trái, kiễng mũi chân như thế này. Và chúng ta đã xoay được một vòng nữa. Rồi, 4 nhịp tiếp theo. Bắt đầu chân trái, chúng ta xoay ngược lại về phía bên trái của mình đúng một vòng. 5 6 7 8 Đấy, nhịp số 8 là chấm mũi chân phải. Làm lại câu số 3. 3 2 3 4 5 6 7 8 Vào câu số 4 cũng có 8 nhịp. Câu 4 này rất dễ thôi. Chúng ta đi về bên phải trước, bắt đầu chân phải 4 nhịp đầu tiên nha. Rồi. 4 2 3 4 4 nhịp tiếp theo đi ngược lại, bắt đầu chân trái. 5 6 7 8 Làm lại câu số 4. 4 2 3 4 5 6 7 8 Phần B hoàn chỉnh. Động tác 1. 1 2 3 4 Động tác 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Sau khi các bạn đi hết phần B rồi thì các bạn lặp thêm lần nữa cho mình nhé. Rồi, khi lặp lần thứ 2 xong rồi thì chúng ta sẽ vào phần dạo nhạc giữa bài. Đây là tư thế kết thúc của phần B. Chúng ta vào phần dạo nhạc giữa bài. Phần dạo nhạc giữa bài có 3 động tác. Động tác số 1, 1 câu 4 nhịp lặp 7 lần ở 4 tường nha. Rồi lần số 1 và lần thứ 2 chúng ta lặp ở cùng một tường, đó là tường số 1. Rồi. Động tác này rất đơn giản, bước qua bước về thôi. 1 2 3 4 nó chỉ có 4 nhịp, bước qua bước về bắt đầu chân phải. Đây là lần thứ nhất nha. Lần thứ hai cũng ở tường này. 2 2 3 4 Sau đó chuyển vào tường số 2, chúng ta sẽ xoay người về phía bên trái của mình góc 90 độ nha. Chúng ta thực hiện lần thứ 3. Đẩy chân phải lên nha. Rồi, xoay người luôn này. 3 2 3 4 Chuyển sang tường tiếp theo, thực hiện lần thứ 4. 4 2 3 4 Chuyển sang tường thứ 4, thực hiện lần thứ 5. 5 2 3 4 Và trở lại tường ban đầu, thực hiện hai lần như vậy. 6 2 3 4 7 2 3 4 Và động tác số 2, hai câu lặp hai lần nha. Câu số 1 bắt đầu chân phải trước, đẩy lên trước của mình nha. 1 2 Rồi lại kéo xuống. 3 4 4 nhịp tiếp theo cũng bắt đầu chân phải trước. 5 6 2 nhịp tiếp theo cùng một chân phải. 7
Thực hiện lại câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 đi ngược lại câu số 1, là bắt đầu trên trái nhé, đẩy lên trước của mình. 2, 2, 3, 4. Rồi 4 nhịp tiếp theo cũng bắt đầu chân trái. 5, 6, nhịp 7, 8 cùng chân trái. 7, 8. Làm lại lần nữa câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn lặp lần thứ 2 như vậy. Rồi, lần 2 câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là kết thúc động tác số 2 nha. Vào động tác số 3. Động tác này chỉ có một câu 4 nhịp dậm chân tại chỗ, bắt đầu trên phải của mình này. 1, 2, 3, 4. Nó chỉ có 4 nhịp được không? Phần dậm nhạc giữa hoàn chỉnh. Động tác số 1. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4. Động tác số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 3. 1, 2, 3, 4. Các bạn kết thúc phần dạo nhạc giữa ở tư thế hai chân ngang bằng nhau như này xong rồi, thì chúng ta sẽ lặp lại phần chính lần thứ 2 cho mình nhé. Trong bài này chúng ta đi 2 lần phần chính là chúng ta sẽ xong bài đấy nhé. Chúng ta sẽ lặp hoàn chỉnh phần chính. Đi phần A, phần B, nhớ là phần B là 2 lần cho mình nha. Rồi, sau khi kết thúc phần chính lần thứ 2 xong rồi thì chúng ta sẽ vào phần kết bài. Phần B kết thúc có tư thế chân phẳng, kiếm mũi chân như thế này. Các bạn sẽ vào phần kết bài. Phần kết bài có 2 động tác. Động tác số 1 giống hệt như động tác số 2 của phần B nhé. Có 4 câu. Rồi, mình sẽ đi lại này. Rồi, động tác số 1 phần kết bài. Câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3 xoay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vì động tác này mình đã hướng dẫn rồi nên mình đi nhanh thôi nha. Vào động tác số 2 của phần kết bài. Một câu 4 nhịp lặp 2 lần. Chúng ta cứ bước qua bước về, bắt đầu chân phải thôi. Rồi đi. 1, 2, 3, 4. Lặp lần 2 như vậy. 2, 2, 3, 4. Rồi sau đó các bạn đẩy tay là chúng ta hoàn thành xong bài này. Vừa xong mình đã hoàn thành xong bài hướng dẫn. Chúc các bạn tập thành công cho bài này. Xin chào và hẹn gặp lại.